Mùa tự trường này cũng chính là lúc các dịch bệnh ngoài da do virus như là sởi, thủy đậu, tay chân miệng hoành hành thì các mẹ sẽ xử lý cho con như thế nào? Theo kinh nghiệm của rất nhiều mẹ thì cách xử lý cũng rất đơn giản thôi. Chỉ cần tuyếp gieo bồi đa năng su bạc này là đủ các mẹ nhé. Một tuyếp nhỏ như vậy thôi nhưng sẽ là cứu cánh cho làn da non nớt của bé bởi su bạc chứa nano bạc giúp sát khuẩn, tiêu diệt virus vi khuẩn mạnh mẽ. Còn bôi vài lần là sẽ thấy mát mềm và dịu da ngay. Chỉ thoa vài lần là đỡ rõ rệt. Ngoài nano bạc thì su bạc còn có sự kết hợp của dịch chất niêm, chitosan giúp chống viêm từ thực vật an toàn cho bé, giảm ngay tình trạng sưng đỏ, ngứa ngáy, giúp nhanh lành vết thương và ngăn ngừa sẹo. Sởi, thủy đậu, tay chân miệng, viêm da, mẩn ngứa, mũi đốt, mụn nhọt, rôm sảy đều là những tình trạng về da thường gặp, xảy ra bất chợt trên làn da non nớt của bé. Bởi vậy, su bạc chính là tiếp da bôi đa năng mà mẹ không thể thiếu trong nhà nhé. Đừng để lúc nào cần dùng thì lại cuốn cuồng mới đi tìm mua. Su bạc được bảo chế theo công nghệ nano hiện đại nên vô cùng lành tính, có thể dùng được cho trẻ sơ sinh, bôi được cả trong niêm mạc miệng của trẻ nên suốt hơn 10 năm qua, su bạc là sản phẩm được nhiều cha mẹ tin tưởng lựa chọn cho bé. Su bạc luôn là tiếp gel bôi được các mẹ tin tưởng lựa chọn để sẵn trong nhà, nếu chẳng may con bị mẩn ngứa, mụn nhọt, tổn thương trên da thì có luôn su bạc để bôi cho bé. Đặc biệt, để tối ưu nhất trong việc tăng cường sức đề kháng thì mẹ nên cho con sử dụng một đợt từ 1 đến 3 tháng sản phẩm cốm su bạc này nhé. Cúm sữa bạc là giải pháp được nhiều chuyên gia đầu ngành nhi khoa đánh giá cao, các cha mẹ tin tưởng lựa chọn cho bé sử dụng trong suốt hơn 10 năm qua. Có được hiệu quả ưu việt như vậy là vì cúm sưu bạc chứa L-lysine, cao lá xoài, cao lá nim, cao bạch chỉ, cao tạo rất thích cùng vitamin C, kẽm gluconat. Kali iodid được bào chế theo công nghệ lượng tử tiên tiến, tạo thành một công thức toàn diện vừa bổ sung các vi chất dinh dưỡng cần thiết cho con vừa giúp con tăng cường hệ miễn dịch để phòng ngừa bệnh sởi thủy đậu tay chân miệng trong thời điểm dịch bệnh leo thang như hiện nay các mẹ có thể tìm mua sản phẩm su bạc ở trong giỏ hàng nhé